Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Để nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, bình an và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 1 âm lịch thì sẽ giúp cho quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về bốn phương diện chính, đó chính là tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe của mình. Để giúp cho quý vị có được những luận giải chính xác nhất này thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã xây công nghiên cứu về tử vi sao hạn và sao chiếu mệnh theo năm của những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 mà luận giải. Và qua việc xem tử vi thì thầy Gia Cát cũng tiết lộ thiên cơ cho quý vị, giúp cho quý vị có được những bước đi đột phá trong tháng 1 âm lịch này. Đồng thời cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải sao hạn tử vi cho quý vị một cách đơn giản và chính xác nhất. Sau đây thì sẽ là phần luận giải về tử vi tháng 1 âm lịch cho những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, cả nam mệnh và nữ mệnh. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và nắm bắt ạ. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mệnh Hải Trung Kim. Theo quan niệm truyền thống được đánh giá là cần cù, ham học hỏi, tính tình nóng nảy. Thời bé gặp nhiều gian nan, là người hiếu thuận. Nam giới được nhờ vợ, nữ giới được nhờ chồng. Quan điểm hiện đại cho rằng nhóm người này luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Họ có tài ăn nói thuộc phái hành động, tích cực sôi nổi. Cái tôi của họ khá lớn, là người có chính kiến và cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Là người giàu cảm xúc, lại giỏi ăn nói, họ rất có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hướng nội khiến cho người khác chỉ có ấn tượng về sự vui vẻ, lạc quan của họ, hoàn toàn không nhìn thấy tính nóng nảy hay đố kỵ của họ ở bên trong. Trong tháng 1 âm lịch, vận thế của người tuổi Giáp Tý bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức. Cơ hội phát triển tăng lên đi kèm với thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy đến, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, bản mệnh cần phải thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ bình tĩnh, giữ tinh thần, dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm, tuy nhiên cần phải biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp nhâm dương thủy nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, cho nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Tý cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất là có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như là gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy, cơ hội phát triển sự nghiệp của gia chủ có dấu hiệu tăng lên. Bạn được giao nhiều trọng trách trong tập thể, được làm công việc yêu thích đúng sở trường, nhờ vậy mà đường tiến thân cũng rộng mở. Lại thêm sự công nhận của cấp trên và sự tương trợ kịp thời trong những khó khăn của quý nhân sẽ giúp cho chặng đường phía trước của bạn nhẹ nhàng hơn trong năm nay. Ngày chạm tay tới mục tiêu của bạn không còn xa nữa. Tuy nhiên, không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác. Chỉ có tự thân cố gắng giành lấy thì cơ hội mới thật sự thuộc về bạn. Nếu không, dù có giải quyết được hết nhiệm vụ trong tay thì cũng khó tạo ra được bước đột phá so với đồng nghiệp bên cạnh. Thêm nữa, cơ hội nhiều hơn đồng nghĩa với thách thức và áp lực cũng không nhỏ. Bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với mọi vấn đề xảy đến. Những lúc mông lung, đừng ngần ngại, hãy hỏi xin góp ý từ người đi trước. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tài vận trong tháng ở mức ổn định, có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Tuy có một số cơ hội đầu tư quý nhân mang đến, nhưng lợi nhuận tính về lâu về dài, cho nên dù hiện tại chưa thu hoạch như mong muốn, bạn cũng chớ nên nản lòng quá sớm. Hãy cứ chờ đợi thêm, rồi bạn sẽ thu về xứng đáng. Ngoài ra bạn cũng cần phải chủ động tìm một số công việc tay trái hay làm lúc rảnh để có thể tăng thêm thu nhập. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này gia chủ không gặp nguy hại lớn nào về sức khỏe, dù có thì cũng chỉ là bệnh vặt theo mùa, sẽ được chữa trị kịp thời. Tất nhiên bạn cũng cần phải chú ý rèn luyện thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Những người làm văn phòng do tính chất công việc ngồi nhiều nên có dấu hiệu ê mỏi cơ, đau vai gáy, cần phải thường xuyên vận động nhẹ nhàng và tập các môn thể thao như yoga, đi bộ, chạy bộ để gân cốt linh hoạt. Những gia chủ tuổi Giáp Tý chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình, bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp cho bạn không những có những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Các quý gia chủ tuổi Giáp Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để bát bảo tâm kinh phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Dù không được đào hoa chiếu mệnh, nhưng đường tình duyên của gia chủ vẫn đang tiến triển hết sức bình ổn, hạnh phúc được đảm bảo. Nữ mệnh vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình, sẽ có nhiều cơ hội tình cảm hơn khi mối quan hệ được mở rộng, làm quen hoặc là giới thiệu với những người tiềm năng. Đây chính là lúc bạn cần phải chủ động và mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc hơn nếu như cảm thấy có thiện cảm với ai đó. Nếu vẫn giữ thái độ bị động thì sẽ rất khó thay đổi tình trạng hiện tại của bản thân. Nam mệnh cũng cần phải chủ động và chứng tỏ thành ý của mình nhiều hơn, cơ hội sẵn có, nếu như không biết nắm bắt thì cuối cùng chỉ biết trách chính bạn chứ không thể trách do số phận. Người đã có gia đình biết cách vun vén hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng cùng chăm lo con cái và nuôi dạy con cái. Không khí gia đình ấm áp, hòa hợp, đôi lúc có xảy ra khúc mắc cũng nhanh chóng được hòa giải nhờ sự sẻ chia và bao dung của cả hai. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Giáp Tý trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 1 năm 2022, tức ngày 10 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là giáp ngọ, có nạp âm là sa trung kim. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức ngày 22 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là bính ngọ, có nạp âm là thiên hà thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Tý trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 1 năm 2022, tức ngày 5 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa.
ngày âm lịch ngày 17 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Tráng Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi trân trọng chào đón. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Quý Hợi trong tháng 1 âm lịch. Chắc hẳn là quý vị cũng biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và theo dõi đến cuối chương trình. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều may mắn. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.